Tại sao nhà xuất bản Kim Đồng lại đổi tên các nhân vật trong Dragon Ball? Dành cho các bạn nào chưa biết thì nhà xuất bản Kim Đồng là một trong những nhà xuất bản truyện tranh lớn nhất Việt Nam. Và nhà xuất bản Kim Đồng sở hữu rất nhiều các bộ truyện huyền thoại nổi tiếng, ví dụ như Doraemon, Ninja Loạn Thị, Dragon Ball, One Punch Man, v.v. rất là nhiều. Gần như các bạn khi mà nhắc tên một bộ truyện tranh Nhật Bản nào ra thì đa phần bản quyền tại Việt Nam đều thuộc về nhà xuất bản Kim Đồng. Nhưng mà dành cho những ai 8X hoặc là 9X đời đầu như mình, khi mà đọc những cái truyện tranh của nhà xuất bản Kim Đồng vào cái thời điểm bây giờ thì sẽ thật sự rất là sốc, bởi vì tên của các nhân vật vào thời đó đã bị nhà xuất bản Kim Đồng đổi tên lại gần hết. Và bây giờ thì nhà xuất bản Kim Đồng đã trả về cái tên gốc đúng như cái nguyên tác của truyện, cho nên là khi đọc vào sẽ rất là bị sốc. Ví dụ nổi tiếng nhất là Doraemon, thì nếu 8X với 9X ngày xưa coi Doraemon chỉ biết là Doraemon, cha Enseko, Suka v.v. Còn bây giờ thì nhà xuất bản Kim Đồng đã trả về cái tên gốc rồi. Doraemon thì là Doraemon, Seiko là Sunio, Suka là Shizuka. Và không chỉ riêng Doraemon, gần như tất cả các bộ truyện nào qua tay của nhà xuất bản Kim Đồng vào những cái năm 90-2000 đều bị đổi tên. Ví dụ như nhân vật trong Doraemon bị đổi tên thì vấn đề cũng không phải quá là lớn. Cái bộ truyện mà mình cảm thấy cái việc đổi tên ảnh hưởng quá lớn với bộ truyện luôn đó chính là bộ truyện Dragon Ball. Vì bộ truyện Dragon Ball không chỉ bị đổi tên nhân vật mà còn bị đổi cả cốt truyện, thậm chí đổi cả tên chiêu thức. Ví dụ như Android 17-18 những năm đó bị đổi tên là Big và Bock. Cái này cũng bình thường ha. Trân bây giờ gọi là Trân đúng không? Thì bị đổi thành Kalik thì cũng bình thường, cũng không thành vấn đề. Vấn đề chỗ này nè, mình không biết là tại sao nhân vật Vegeta lại bị đổi tên thành Kadik. Tức là cái chữ Kadik nó không thể liên quan gì tới cái chữ Vegeta luôn á. Để rồi xảy ra một việc là khi Vegeta kết hợp với Goku, hai cái tên là Goku kết hợp với Kadik trở thành Diku. Một cái tên mà đọc vô mình muốn nghĩ trong sáng cũng không thể nào nghĩ trong sáng được luôn. Mình không biết đó có phải là ý đồ của người dịch truyện hay không. Và về phần nội dung cốt truyện thì cũng bị thay đổi đôi chút. Ví dụ như cái việc mà Goku lên dĩa trong bản gốc là bị nhiễm virus, nhưng mà trong truyện vào thời đó thì là do ăn bún riêu với rau sống, bị đau bụng mà lên đường. Từ đó ảnh hưởng tới thị trường bún riêu rau sống ở Việt Nam không ít. Một số cái chiêu thức cũng bị đổi tên, ví dụ như cái chiêu thức nổi tiếng nhất là Kamehameha bị đổi tên thành Kameyoko. Thật ra cả hai đều là tiếng Nhật nhưng mà không hiểu tại sao lại đổi như vậy. Rồi các chiêu thức của các nhân vật phụ như là Piccolo hay là của Gohan thì bị đổi tên thành tiếng Việt hoàn toàn luôn. Ví dụ như là Suzuki bút bi bút máy là một cái skill của Piccolo. Tới bây giờ mình cũng không biết cái skill gốc đó tên là gì nữa. Hoặc là như trong cái tập truyện này nè, Krillin với lại Gohan có một cái chiêu tên là Anmani Kari Soda học gà chanh muối gì đó. Mình cũng không biết cái chiêu gốc này tên gì luôn. Thì sau này internet phát triển, mình biết được những cái tên gốc của những cái skill đó thì mình cũng thấy hơi bức xúc. Và mình đã đi tìm hiểu cái nguyên do gốc. Thì thật ra vào những năm đó nhà xuất bản Kim Đồng chưa có ký cái hiệp ước Bern, tức là một cái hiệp ước về bảo vệ bản quyền ở trên thế giới đó mấy bạn. Cho nên khi mua bản quyền về thì nhà xuất bản có quyền phóng tác rồi chế thêm hoặc là thay đổi một số nhân vật cho phù hợp với cái thị trường đó. Có thể bây giờ các bạn xem lại những cái bản dịch đó các bạn thấy không vui, nhưng mà mình nghĩ vào cái thời điểm đó thì nó rất vui và nó giúp cho trẻ em thời đó dễ dàng tiếp thu cái bộ truyện hơn, bởi vì thời đó trình độ ngoại ngữ của trẻ em nó không có tốt được như bây giờ. Chính nhờ những cái phiên âm hoặc là những cái cách dịch hài hước như vậy á, làm cho trẻ em dễ dàng đọc truyện hơn. Bây giờ đối với trẻ em á, thì cái việc đọc cái tên tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng gì đó nó rất là dễ, nhưng mà thời đó gần như là trẻ em chỉ biết tiếng Việt thôi. Cái việc tiếng Anh nó chỉ dành cho những người trình độ đại học trở lên. Thậm chí những năm 99-2000 thì mình cũng không chắc là sinh viên đại học đã có trình độ tiếng Anh như bây giờ nữa. Mà không chỉ truyện tranh đâu nha mấy bạn, thời đó tất cả các sách báo á, cái tên riêng của người nước ngoài đều dịch phiên âm ra hết á. Mỗi thời đại cái góc nhìn nó sẽ mỗi khác, nhưng thời đó mình cảm nhận cái việc phiên âm tên nước ngoài là việc cần thiết. Ví dụ như cái tên ông này nè, ông này là Leston Toy đúng không? Thời đó cái trình độ tiểu học của mình á, nếu mà nhà xuất bản không dịch phiên âm ra tiếng Việt là Leston Toy, mình nghĩ vào cái đầu óc thời đó của mình không bao giờ đọc được cái chữ này. Thì cho đến năm 2004 thì nhà xuất bản Kim Đồng đã gia nhập công ước Bern, và từ sau đó nhà xuất bản Kim Đồng đã phải nghiêm túc thực hiện các việc bản quyền cũng như giữ lại cái nội dung gốc, hay là muốn chỉnh sửa gì đều phải thông qua cái tác giả gốc của bộ truyện hoặc là cái đơn vị sở hữu bộ truyện gốc. Cho nên từ đó về sau là những cái việc mà chế cháo hay cái gì đó đều không được chấp nhận. Và thậm chí muốn thay đổi một cái tình tiết nhỏ cũng phải được thông qua cái tác giả gốc. Cho nên từ 2004 về sau thì truyện tranh đã phải đổi về tên nhân vật gốc hết rồi. Thì cái bộ truyện Dragon Ball nó được tái bản lại một lần nữa vào năm 2014. Và cái đợt tái bản lần này thì nhà xuất bản Kim Đồng đã phải nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ các bản quyền và nội dung gốc. Thậm chí các bạn nào đã xem bộ truyện gốc rồi thì các bạn thấy là cái bản ngày xưa nó đã cắt đi một số cái phân cảnh nhạy cảm. Nó hơi là 18 cộng một xíu đúng không? Thì cái bản 2014 đã được trả về hết các phân cảnh bị cắt đó. Nhưng mà mình không nhắc ở đây đâu, tại vì mình nhắc thì mất công các bạn lại lên tìm mấy cái cảnh 18 cộng đó nữa. Mình sợ mình nói ra rồi mất công mấy bạn đi tìm những cái tập đầu của Dragon Ball, mấy bạn coi mấy phân cảnh của Bulma này nọ nữa. Thôi không nói được, không nói được. 18 cộng.